Bạn đang trên hành trình giảm cân, cải thiện vóc dáng. Bạn lo lắng không biết buổi tối nên ăn gì để giảm cân hiệu quả mà an toàn. Việc ăn uống khoa học đóng vai trò rất quan trọng tới 70% vào việc giảm cân có thành công không. 30% còn lại là yếu tố tập luyện. Nếu bạn ăn tối quá nhiều, ăn sai cách, sai khoa học sẽ vô tình khiến cho chỉ số cân nặng tăng mất kiểm soát, gây thừa cân mỡ bụng. Vì thế nên để đạt được thân hình và cân nặng như mơ ước, bạn cần lên kế hoạch xác định cụ thể sẽ ăn gì vào buổi tối để giảm cân. 1.8 Nguyên tắc ăn tối giảm cân nhanh và khoa học. Để giảm cân hiệu quả, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay hệ tiêu hóa, bạn nên ăn bữa tối với những thực phẩm tốt cho sức khỏe và tuân theo một số nguyên tắc quan trọng sau đây. 1.1 Kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Nguyên tắc đầu tiên để ăn tối giảm cân hiệu quả là bạn cần kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể buổi tối. Thông thường, nhiều người có thói quen khi đói ăn rất nhiều, ăn những thứ mình thích bất kể đó là thực phẩm gì. Tuy nhiên, việc ăn uống một cách vô độ, không khoa học sẽ khiến cơ thể dễ tích mỡ, gây thừa cân béo phì, bị mập và lên cân không kiểm soát. Khi chọn một món ăn nào cho bữa ăn tối, bạn cần chú ý đến những thứ mình ăn vào cơ thể, phải biết được thực phẩm đó chứa khoảng bao nhiêu lượng calo. Sau đó dựa trên việc đánh giá mức độ vận động để biết được lượng calo tiêu thụ, đề ra được khẩu phần ăn khoa học. Mỗi loại thực phẩm có hàm lượng calo khác nhau, thường nhóm thực phẩm chứa nhiều calo tập trung nhiều ở nhóm tinh bột. Chất béo. 1.2 Hạn chế nguồn tinh bột. Hạn chế ăn tinh bột là nguyên tắc rất quan trọng trong tất cả các bữa ăn của người cần giảm cân. Tinh bột khi nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ gây thừa cân, tích mỡ bởi chúng sẽ chuyển hóa thành đường nuôi cơ thể. Vì thế, trong bữa tối bạn nên kiểm soát và hạn chế nguồn thức ăn có chứa nhiều tinh bột như cơm trắng, gạo nếp, các loại bánh. Thay vào đó, bạn có thể dùng loại gạo lứt ít tinh bột hoặc thay bằng các thực phẩm như khoai lang, ngô cũng rất tốt. Nhớ kết hợp bổ sung rau xanh, thịt trắng sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng. 1.3 Ưu tiên ăn thịt trắng. Bữa tối ăn gì để giảm mỡ bụng, giảm cân hiệu quả cao? Tối là thời điểm mà dạ dày không kịp tiêu hóa hết thức ăn nếu bạn ăn tối quá no, quá muộn. Điều này rất dễ gây tích mỡ thừa ở bụng. Nguyên tắc quan trọng nữa là bạn nên sử dụng các món thịt trắng còn gọi là thịt sáng màu, để phân biệt với thịt đỏ, thịt có màu sẫm. Bạn nên bổ sung ăn các loại thịt trắng, thịt sáng màu, nạc không béo vào buổi tối như thịt gà, thịt ngan, các loại, ức gà, cá. Lượng calo trong thịt trắng thường ít hơn so với thịt đỏ và giàu protein, đạm, dễ tiêu hóa hơn, giúp bạn no lâu, không phải nạp quá nhiều lượng calo vào cơ thể. Hàm lượng protein cao trong thịt nạc trắng giúp cho cơ thể không tích tụ mỡ thừa. Chắc chắn với những thực phẩm như thịt trắng ít chất béo, ít calo giúp bạn không quá lo lắng rằng buổi tối nên ăn gì để giảm cân hiệu quả. 1.4 Áp dụng kế hoạch, thực đơn giảm cân bữa tối khoa học. Để có thể giảm cân hiệu quả nhanh và an toàn, bạn cần có một lộ trình khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn giảm cân đó. Hãy lên cho bản thân một thực đơn ăn uống vào bữa tối hợp lý và thực hiện nó một cách nghiêm túc, nên ăn gì, tập luyện gì để giảm cân. Lên kế hoạch giúp bạn thực hiện một cách bài bản, không quên bỏ sót, tuân theo nề nếp và tránh việc ăn uống mất kiểm soát. Ngoài ra, nó giúp tính toán được khoảng mức lượng calo đưa vào để cân đối với tiêu thụ cũng như cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể nhờ tới sự tư vấn của chuyên gia sức khỏe, dinh dưỡng hoặc người có kinh nghiệm, huấn luyện viên thể dục để xây dựng cho riêng mình một thực đơn giảm cân buổi tối hoàn hảo. Ngoài ra, kết hợp học hỏi những kinh nghiệm hay về giảm mỡ thừa, giảm béo hiệu quả được chia sẻ trên các diễn đàn, website uy tín trên mạng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. 1.5 Ăn nhiều chất xơ, rau xanh. Chất xơ có từ nguồn gốc thực vật. Đây là loại chất quan trọng cho sức khỏe, tuy nhiên cơ thể không tiêu hóa được. Chất xơ có nhiều trong rau xanh, các loại củ, hoa quả, trái cây. Khi dung nạp ăn nhiều chất xơ, rau xanh sẽ khiến bạn có cảm giác no bụng lâu, tránh cảm giác thèm ăn, hạn chế cảm giác đói, giúp ngăn ngừa thừa cân, béo phì, đặc biệt là rất tốt cho người ăn kiêng. Hơn nữa, điều này cũng giảm lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, tác động tới quá trình giảm cân tích cực. Chất xơ, rau xanh đều là những thứ giúp ổn định đường ruột,
tốt cho hệ tiêu hóa mà vẫn giúp bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Bạn nên bổ sung ăn các thực phẩm có nhiều chất xơ, rau xanh hàng ngày vào bữa tối giúp giảm cân nhanh chóng tốt nhất. 1.6. Uống nhiều nước. Trên thực tế, theo các chuyên gia về dinh dưỡng thì việc uống nhiều nước vào buổi tối không được khuyến khích. Lý do bởi vì bạn thường phải thức dậy đi tiểu đêm. Tuy nhiên, trong chế độ giảm cân thì việc bổ sung nhiều nước vào ban ngày lại thực sự đem lại nhiều lợi ích. Đối với buổi tối, bạn nên uống cốc nước ấm hoặc trong bữa tối nên uống nhiều nước canh rau, ly nước hoa quả hay cốc nước lọc giúp đánh tan mô mỡ thừa cực hiệu quả. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên uống đầy đủ từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn tốt hơn, là dung môi trong quá trình tiêu thức ăn hay các quá trình bài tiết trong cơ thể. Nước còn giúp thận làm việc hiệu quả hơn. Việc uống nước trước khi ăn tối còn giúp no bụng, làm giảm cảm giác thèm ăn. Do đó bạn sẽ ít thèm ăn và ăn ít hơn. Giảm lượng calo nạp vào cơ thể. 1.7. Không nhịn ăn bữa tối. Nhiều người có suy nghĩ nhịn ăn bữa tối sẽ là cách giảm cân tốt nhất vì không ăn gì thì làm gì có mỡ thừa tích tụ. Nhưng thực tế đây lại là thói quen không tốt chút nào và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là vì dạ dày và một số cơ quan trong cơ thể con người vẫn hoạt động ngay cả khi chúng ta ngủ. Chúng vẫn cần chất dinh dưỡng từ thức ăn để hoạt động. Nếu bạn bỏ qua ăn tối, dạ dày sẽ tiết axit nhiều hơn và khi lượng axit quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến thành dạ dày. Lâu dần có thể gây đau dạ dày. Khi nhịn ăn tối cũng sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn vào bữa sáng, gây tăng cân và không thể thực hiện giảm cân hiệu quả. 1.8. Hạn chế đường và chất béo. Các thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo, từ mỡ động vật, bánh kẹo có vị ngọt là nguyên nhân lớn khiến bạn tăng cân, cản trở quá trình giảm cân. Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt, chất béo sẽ khiến lượng calo nạp vào cao hơn lượng calo tiêu thụ, từ đó gây mất kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không vì thế bạn cắt giảm toàn bộ chất béo bởi cơ thể con người cần chất béo để phát triển. Có loại chất béo có lợi cho sức khỏe và cần thiết cho quá trình chuyển hóa thức ăn, để vẫn đảm bảo lượng đường và chất béo cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng một lượng vừa phải hoặc thay thế thịt mỡ, phô mai bằng chất béo từ thực vật chưa bão hòa như lạc, gừng, hạt điều, dầu ô liu, dầu mè, bơ. Khối lượng thực phẩm này vào bữa tối tầm 15-25g. 2. Buổi tối nên ăn gì để giảm cân hiệu quả? 20 thực phẩm giảm cân bữa tối tốt nhất. Chúng ta nên ăn gì vào buổi tối để giảm cân nhanh nhất? Bữa tối nên ăn gì để giảm cân tốt? Dưới đây Oreny Việt Nam xin gợi ý tới bạn một số loại thực phẩm được nhiều người chọn lựa trong khẩu phần ăn bữa tối giúp nhanh chóng cải thiện cân nặng, sở hữu vóc dáng thon gọn siêu tốt ngay tại nhà. 2.1. Trái cây, táo, chuối, bưởi. Trái cây không chỉ đem lại hàm lượng vitamin dồi dào như vitamin A, vitamin E, K, C, nhóm B mà còn mang đến nguồn chất xơ lớn giúp tiêu hóa tốt hơn, đạt hiệu quả giảm cân hơn. Các loại hoa quả tốt cho việc giảm cân như táo, chuối, bưởi, kiwi, cà chua. Bạn có thể dùng các loại hoa quả này làm salad, làm sinh tố hay có thể ăn trực tiếp vào buổi tối đều có ích. 2.2. Rau xanh, cà chua, súp lơ xanh. Rau xanh là nhóm thực phẩm giàu chất xơ và dinh dưỡng, rất tốt cho bữa tối giảm cân của bạn. Bạn có thể ăn rau xanh một cách khá thoải mái mà không sợ tăng cân. Các loại rau xanh tốt cho giảm cân tối như nhóm rau cải, cải xoăn, cải bắp, rau muống, mồng tơi, rau đay, bông cải xanh, súp lơ, rau dền, v.v. Ví dụ, súp lơ xanh có chứa tới 92,1% là nước, hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp đốt cháy mỡ bụng một cách nhanh chóng. Để giảm cân, giảm mỡ bụng vào buổi tối, bạn nên ăn thật nhiều rau xanh. Bạn chú ý trong cách sử dụng như rửa sạch, ngâm nước muối loãng để tránh thuốc trừ sâu, hóa chất. Việc chế biến các món rau xanh nên ở dạng luộc. Hạn chế chiên, xào sẽ tốt hơn cho cơ thể. 2.3. Trứng gà luộc. Trứng gà là thực phẩm tốt cho bữa ăn hàng ngày và tất nhiên bạn cũng đừng quên thêm trứng gà vào thực đơn giảm cân khi ăn tối. Trứng gà có chứa nhiều loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, không nhiều chất béo, ít năng lượng, giàu protein và vitamin. Lòng đỏ trứng gà có 13,6% đạm, 29,8% béo và 1,6% chất khoáng.
Hơn nữa trứng gà không có chất béo chuyển hóa thành mỡ nên bạn không lo bị mập. Ăn trứng gà vào bữa tối cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, tránh tích tụ mỡ thừa, hỗ trợ giảm béo. Mỗi tối bạn có thể lựa chọn ăn từ 1-2 quả trứng gà, có thể ở dạng luộc. Tuy nhiên, cũng không nên ăn quá nhiều một lúc sẽ dẫn đến khó tiêu. 2.4. Hải sản, tôm, cua, cá. Các loại tôm, cá, ốc, cua đều giàu dinh dưỡng, cung cấp cho cơ thể vitamin cần thiết, ngoài ra chúng còn giàu canxi. Các loại hải sản trung bình 100g sẽ cung cấp 47-168 calo và các khoáng chất cần thiết khác. Đây là hàm lượng calori được đánh giá nằm trong ngưỡng trung bình thấp. Vì vậy nên bạn hoàn toàn có thể bổ sung hải sản vào thực đơn ăn tối mỗi ngày mà không lo gây tăng cân hay béo. Bạn có thể thưởng thức các món hải sản ở dạng luộc, hấp vừa giữ nguyên được hương vị vừa giúp cho mục đích giảm cân hiệu quả hơn. 2.5. Các loại hạt, óc chó, đậu phộng, hạt điều. Các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt có vị bùi, béo giàu chất xơ. Chỉ số đường thấp, không khiến người ăn dễ béo. Đây chính là nhóm thực phẩm tốt cho những ai muốn giảm cân vào bữa tối. Các loại hạt như lạc, hạt điều, hạt óc chó đều mang lại nguồn năng lượng tốt, cho bạn cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và tốt cho tiêu hóa. 2.6. Thịt gà. Lời khuyên cho bạn khi không biết bữa tối nên ăn gì để giảm cân tốt, hãy tham khảo sử dụng thịt gà. Thịt gà là một trong những loại thịt trắng có hàm lượng chất béo calo thấp, được rất nhiều người lựa chọn cho bữa tối giảm cân. Nhất là những ai đang tập luyện thể hình ăn thịt gà, ức gà để tăng cường cơ bắp. 100g thịt gà cung cấp cho cơ thể 238 calo cùng nhiều chất dinh dưỡng khác. Đối với những món ăn chế biến từ thịt gà có hàm lượng calo thấp hơn, khi nấu chín chỉ khoảng 165 calo. Để hiệu quả hơn trong việc ăn uống để giảm béo, bạn có thể dùng thịt gà luộc thay vì chiên rán, xào. Ưu tiên chọn phần ức gà, nơi nạc nhất, ít béo nhất, hoặc bộ phận khác của phần nạc để làm bữa tối. Có thể luộc, hấp hoặc chế biến cùng với món ăn khác, nấu súp. Lưu ý là bạn cần loại bỏ và không nên ăn các phần có chứa nhiều mỡ như cánh gà, da gà. 2.7. Các loại củ quả, cà rốt, dưa leo, bí đao. Các loại củ quả luộc như cà rốt, củ cải đường, bí đao, su hào đều là thức ăn giảm cân lành mạnh cho bữa tối một cách hoàn hảo. Ví dụ, cà rốt chứa nhiều vitamin A, kali giúp bổ mắt, thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng diễn ra nhanh và mạnh hơn. Cà chua chứa 70% là nước và nhiều chất dinh dưỡng giúp nhanh no. Một đĩa củ quả luộc tổng hợp không chỉ giúp bạn no bụng, tránh cảm giác thèm ăn mà còn cung cấp nguồn vitamin dưỡng chất dồi dào nhất cho cơ thể. 2.8. Khoai lang. Theo tính toán, 100g khoai lang chỉ chứa 119 calo. Khoai lang là thực phẩm có hàm lượng calo thấp, chỉ số đường huyết thấp và nhiều chất xơ. Chính vì thế nên khoai lang được coi là một thực phẩm vàng cho bữa tối ăn gì giảm cân mà mỗi người có thể áp dụng. Bạn nên dùng khoai lang đỏ và nên ăn ở dạng luộc để có hiệu quả cao nhất. 2.9. Rau chân vịt. Bạn băn khoăn không biết nên ăn gì vào buổi tối để giảm cân hiệu quả. Rau chân vịt là một sự lựa chọn thông minh mà chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung vào thực đơn bữa tối. Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina là loại rau xanh giàu chất dinh dưỡng, vitamin và tốt cho sức khỏe như vitamin C, vitamin A giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin K và canxi giúp xương, răng chắc khỏe hơn. Bạn có thể dùng rau chân vịt luộc lấy rau xanh cho bữa tối, dùng làm nguyên liệu cho đĩa salad ngon lành hoặc cũng có thể ép lấy nước uống. 2.10. Dầu ô liu, dầu mè. Nhiều người hay dùng các loại dầu cho vào món salad vừa làm tăng hương vị, vừa giúp bổ sung vitamin E hiệu quả. Các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu mè chứa chất béo không bão hòa đơn, tốt cho cơ thể và không lo bị tích mỡ thừa, tránh tăng cân. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.